Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là nổi tiếng và cách hài hước trong làng hài cuộc sống Mỹ nha Đây là góc là mới của mình đây, mọi người thấy thế nào nếu thích thì nhớ comment, bấm like, subscribe với mình nha, quan trọng là bấm chuông Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết về cái thông tin, cái tin đồn mà nhám là chích vaccine sẽ được 1.500 đô Ok, trước tiên mình đã dùng từ rất là gõ ràng ở đây Đó là một tin đồn nhảm Tại vì sao? Nó xuất phát từ một cái ông dân biểu bên phía đảng Dân Chủ John Delaney Trước tiên á Ông đó ông chỉ là một người trong quốc hội Mỹ Trong khi quốc hội Mỹ thì có ở Hạ Viện có bốn trăm mấy chục người Và bên trên Thượng Viện thì có một trăm người Và sau đó là bên ông Tổng thống thì cũng có một người nữa Tên ra bản thân cái lời đồn dĩ nhiên là ông John Delaney nè Ông là thành viên của quốc hội thì ông có thể đề xuất cái giống gì đó ông đề xuất Nhưng mà <laughs> mọi người nghĩ xem Đó là một cái đề xuất của cá nhân ông đó Còn nói về cái tính khả thi của nó nha Trước tiên á, ở nước Mỹ này Tổng thống Mỹ, dĩ nhiên ông Trump ông không có bắt mọi người chích vaccine rồi đó Thứ hai nữa là ông Tổng thống Trump cho dù muốn bắt đi nữa Ông cũng không có thẩm quyền đó Và trong tương lai ông nào làm Tổng thống đi nữa Ông cũng không có quyền bắt mọi người chích vaccine Chà chưa và nguyên cái quốc, hội Mỹ cũng chưa chắc là có quyền ra cái lực nào đó bắt mọi người chích vaccine Tại vì sao? Tại vì chúng ta đang ở Mỹ Và một trong những quyền lợi của chúng ta là gì? À, nói chung quyền lợi đó là gì mình cũng chưa biết nữa nhưng mà chúng ta không cần phải chích vaccine nếu chúng ta không thích Dĩ nhiên là khi, mấy tháng sau mình sẽ chích Còn bây giờ là tạm thời mình từ từ mình chưa chích bây giờ ok Mấy tháng sau mình sẽ chích Sau khi mà được chứng minh an toàn đồ hết rồi mình sẽ chích à nhưng mà bỏ qua vấn đề đó hết bỏ hết vấn đề đó đi quay trở lại chủ đề có phải chích vaccine là có có, có tiền hay không thì cái câu trả lời là no còn nói gì mặt khác mọi người nghĩ xem nói gì cái tính khả thi của nó mọi người nghĩ xem người dân mỹ nói chung à, chúng ta nói riêng người dân mỹ nói chung đã chờ đến từ đầu năm tới giờ cái cái chín mười tháng rồi à, chỉ mong gì chỉ mong một cái gói hỗ trợ còn con mấy ngàn tỷ thôi không có, còn nếu mà đơn giản hơn nữa, anh chị nào mà đang bị thất nghiệp hay không ai bị thất nghiệp mấy tháng qua chỉ mong gì chỉ mong được gia hạn thất nghiệp thêm bonus thêm mấy ba bốn trăm đô một tuần thôi, tại vì mỗi tiểu bang thì nó cấp tiền thất nghiệp cái hai ba trăm tuần tính ra một tháng ngàn mấy thì không đủ sống không đủ trả tiền bills thì chính phủ liên bang họ cho thêm một tuần extra ba bốn trăm gì đó thì đương nhiên là, tức là cho thêm tháng ngàn mấy nữa tức là nó ra tháng hai ngàn thì ok à, miễn cưỡng đủ sống đủ gọi là ăn ăn tâm hầm uh, của hoàng đế đi mà còn không ra nữa còn nó nếu mà giả mang hơn nữa là những người mà không uh, may mắn không bị thất nghiệp là một người dân đen đi người ta chỉ mong chờ một cái chi cái check tấm check một ngàn hai thôi để mà trả bill sai để mà gọi là có tiền để dành phòng thân lúc hoạn nạn thôi còn không ra nữa thì ở đâu ra mà có chuyện mà chích vaccine ok mà chích vaccine mà được một ngàn năm trăm đô vậy một ngàn năm trăm đô đó ai trả dĩ nhiên là chỉ có mọi người. khi mà nói tới tiền ở trong cái nước mỹ này á mà tiền mà số lượng lớn do chính phủ chi á là cái người duy nhất mà có thể chia chi ra tiền là ai mọi người nghĩ coi là ai đó là quốc hội Mỹ quốc hội Mỹ phải thông qua một cái đạo lực nào đó chẳng hạn như là một cái gói kinh tế để mình thì mà khi đó mình mới có tiền được à, còn nếu mà chưa đủ nữa thì bây giờ cái vấn đề hiện giờ đối với các chính quyền thành phố tiểu bang nó đang thiếu nữa ngoại trừ nó thiếu ngân sách là tại vì năm nay kinh tế khó khăn corona nè nó phải shut down nó phải đóng cửa nhiều ngành dịch vụ bao nhiêu con người phải bị sa thải bị thất nghiệp họ không đóng thế được mà họ còn ăn tiền thất nghiệp nữa rồi doanh nghiệp nó nhận tiền hỗ trợ đồ tùm lum thành ra các tiểu bang nó bị thiếu tiền nó bị thâm thủng ngân sách ha. và cái quan trọng một trong những điều đó thâm thủng ngân sách nữa là dẫn tới cái gì dẫn tới hiện giờ có khá là nhiều tiểu bang mỹ nó không có tiền để mà nó phân phối vaccine tại vì mọi người cái hãng pfizer hay tương lai hãng mà đưa nè hai cái hãng nào đó một khi mình được cấp giấy phép đi thì nó phải bán vaccine cho chính phủ Mỹ ừ, nước khác nước Anh hay nước khác mình không nói đi riêng nước Mỹ chính phủ Mỹ phải bỏ tiền ra mua vaccine đó Đúng không thì chính phủ liên bang người ta bỏ tiền ra mua vaccine đi nhưng mà tới các tiểu bang á, khi mà được phân phối ra các tiểu bang các thành phố là gì phải cần uh, vaccine đó nó phải được vận chuyển vô kho bãi phải tốn tiền nè nó phải được lưu uh, bảo quản ở nhiệt độ âm chín bốn độ hay là của hãng khác mà đưa nè hãng khác đi thì nó cũng phải được bỏ vô cái tủ lạnh nào đó. Tức là cũng phải tốn tiền, cũng phải tốn người trông coi rồi sau đó gì vậy, nó phải sức kho đi chở tới các uh, bệnh viện hay các cơ sở y tế nào được uh, cấp phép chích đó. Tức là phải tốn tiền nữa. Rồi sau đó phải tốn tiền mua kim tiêm để mà chích nữa, nói chung là tùm lum thứ tiền hết. Đó mà còn không ra nữa tại vì bây giờ đâu có gói hỗ trợ kinh tế đâu mà ra. à Mọi người thấy không? Mà chính xác đó là tuần tới thứ sáu tuần tới này quốc hội mỹ họ sẽ đi chơi à, mặc dù mấy ông mấy bà à, hôm qua tới giờ cũng có một số người bên đảng Dân chủ họ nói là chúng tôi sẽ làm việc xuyên suốt cho tới khi nào có gói hỗ trợ kinh tế thì thôi nghe thì rất là hay êm tay đó nhưng mà lịch, lịch sử đã chứng minh quay về trước bầu cử là coi như lúc người dân mỹ đang cần gói hỗ trợ kinh tế thì mấy ông mấy bà cũng đi chơi vô tư luôn ok thành ra là mấy mặc dù trước đó là bà Nancy bà nói chúng tôi sẽ làm việc cho tới khi nào mà có gói hỗ trợ kinh tế thì thôi tới khi nào đạt được thỏa thuận thì thôi nhưng mà sau đó là không có cái gì hết thì cũng đi chơi như thường thành ra rút kinh nghiệm lần này khả năng rất cao là nếu mà không có cái gói hỗ trợ kinh tế vào ngày 11 tháng 12 á là mọi người nên để dành tiền đi ok <laughs> mình cũng sẽ để dành tiền đó tại vì mình cũng phải rút kinh nghiệm nữa đó Rồi mặt khác nếu mà câu dạy cũng chưa đủ nữa thì bây giờ để coi mỗi một nếu mà mỗi một chích mỗi một người là một ngàn gửi ha để mình làm bài toán này thì á mà khi mà chích á, thì phải chích toàn dân mà dân số Mỹ hiện giờ á, là già trẻ lớn bé ông cụ bà lão người có việc làm người không có việc làm người vô gia cư gì đó tổng cộng hết là cỡ ba trăm năm triệu người ba trăm sáu triệu người gì đó tức là nếu mà tính ra bài toán á, thì nó không phải ra đâu cỡ vài ngàn tỷ đô la và wow, còn lớn hơn cái gói hỗ trợ kinh tế nữa. Vấn đề là gì? Ngay cả cái gói hỗ trợ kinh tế, tức là nó quan trọng hơn người dân cần hơn doanh nghiệp cần hơn tiểu bang cần hơn. Nói chung mà <laughs> mọi thứ đều cần hơn hết, mà không có mặc dù cái gói hỗ trợ kinh tế bây giờ nó xuống chỉ còn có 908 tỷ đô thôi nghe thì rất là nhiều nhưng mà 908 tỷ đô la này á nó chỉ bằng phân nửa chưa tới phân nửa, 40 mấy phần trăm của cái gói đề xuất bên phía nhà trắng trước bầu cử thôi trước bầu cử là gì nhà trắng tổng thống trump đề xuất 1920 tỷ dĩ nhiên sau đó nó bị bà nancy bác bỏ tại vì bà muốn hạ bệ ông tổng thống trump nhưng mà cái đó là cái idea là bây giờ chỉ còn 900 tỷ mà ngay cả 900 tỷ bây giờ đó là một cái hỗ trợ kinh tế mà khá là còn con, con đối với nước mỹ ở à, nước Mỹ nó rất là giàu nó có thể chi gói hỗ trợ kinh tới cả chục ngàn tỷ luôn cũng được nữa nhưng mà mấy ông mấy bà không thích chi kiểu đó bây giờ xuống còn 900 tỷ thôi mà ngay cả 900 tỷ này thì cũng chưa chắc có nữa à, nếu mà mọi người mà xem các cuộc họp báo của mấy ông mấy bà trước tiên á cái ông Mitch McConnell là người có thể quyết định ở đây ông không bao giờ làm họp báo hôm qua tới giờ chứ không biết là từng tới có ông có họp báo gì hay không chứ ông không có họp báo tức là ông không có trả lời gì hết thằng nghe không ai biết hết còn những người không có thể quyết định ông biden ông chưa là tổng thống mà ngay cả ông tổng thống đi nữa ông cũng không quyết định được bà nancy bà cũng không quyết định được à, nhóm problem solver caucus không quyết định được các uh, một số thượng nghị sĩ dân biểu cũng không quyết định được và bản thân họ khi mà hỏi về khi nào có hỗ trợ kinh tế tình hình như thế có 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 thể kịp uh, trước noel hay không họ cũng trả lời vơ va <laughs> vậy là hiểu rồi đó thôi video đã dài xin chào tạm biệt mọi người nha thank you thank you for watching bye bye